Con chào tất cả các ông bà, cô chú, anh chị cũng như tất cả các bạn đã trở lại kênh YouTube Kavlog nha. Thì hôm nay một lần nữa mình trở lại cây sung. Thì lần trước mình đến á thì mình bị kiểu như là bị lôi kéo vào cái bụi chuối đó nha. Thì mình cũng không, lúc đó mình hoảng quá mình không biết luôn, mình chỉ biết là mình chạy riết ra thôi. Mình cũng rất là sợ, cũng như rất là sợ. Hiện tại bây giờ mình còn, mình đến đây là mình còn có cảm giác là rất là sợ chỗ này. Nhưng mà mình, cái này là cái những cái điều mà mình cần đang tìm kiếm. Thì hôm nay mình quyết định mình trở lại một lần nữa cả nhà. Hy vọng là mình sẽ quay thấy họ. Và mình cũng muốn biết họ đang cần cái gì ở nơi mình, mà tại sao mà họ, khi mình cúng mình cũng đâu có làm gì đâu mà tại sao họ lại có cái những cái cũng như là không thích mình đến nữa nha. Thì bây giờ cái nhà cùng mình đi vào bên trong nha. Xem thử như thế nào nha cả nhà. Cái nhà bữa nay chỗ này nó rất là mình bụi luôn, cây cỏ rất là nhiều, cũng mới 2-3 ngày nay thôi, con không lợi. Con sẽ bật cái đèn nhỏ cho mình vô. Con lại đặt máy ở chỗ này một lần nữa đây nha. Thì mình hiện tại giờ mình cũng hơi sợ, tại vì lần trước mình cũng bị lạc quá rồi, quá trời. Thì lần này mình cúng mình mà không biết lần trước mình cúng một nén nhang có bị sai lầm gì không. Hôm nay mình đốt 3 nén nhang này đó nha. Thì mình đã mình cúng rồi, nhất là đi ra ngoài. Thank you.
cái gì nữa. Người nhức đầu quá, cảm thấy nó đau. Sao nằm đó? Cảm giác như nó quýnh lộn ra. Đỏ nè, đau như vậy. Con không biết sao nữa, hồi con thấy lại con chạy vô lấy máy con về. Bây giờ con thấy chờ chút xíu con chạy vô lấy máy con về, thấy đại luôn biết đi. Sao mà rất là lạ chứ, này ngộ quá. Con cũng cũng xin rõ ràng là con không có, không có quấy rầy gì hết. Có cần gì giúp thì cho con biết, nhưng mà cứ tấn công mình hoài thôi nha. Rằng là mình té xuống mà không biết có bị gì hay không. Tại sao lại té xuống nằm đó. Bây giờ cũng gần chút xíu nha. Chờ tới giờ cũng chạy vô lấy máy thôi. Rồi chút xíu là có thấy gì hay không. Thank you.
cả nhà con về cả nhà ơi, cả nhà một clip tiếp theo nha nha. Bye bye nha nha.